Hôm nay tôi muốn nói về vấn đề giảng sanh của quý vị đó. Nó đơn giản. Giảng thì thấy nó đơn giản, nhưng mà thực hành chưa chắc. Tôi 40 mấy năm tôi mới được cái trạng thái này, chứ không phải dễ. Mà tôi là xuyên suốt ăn nằm với nó đó. Nghĩa là gối đầu giường nó đó. Tôi bỏ bên ngoài hết, chỉ chìm đắm trong niệm Phật thôi. Nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Mà nó nhớ tầm bậy rồi thì cái chủng tử thiện ác lọt vô đó. Mà nếu mình niệm Phật 1.000 câu mà nhớ Phật rồi nói 500 câu à. Còn 500 câu là nhớ điều ác, điều thiện. Thì trong cái linh hồn mình đó là một cái chiến trường phức tạp. Thì vô trong đó 1.000 câu niệm Phật, vô 500, vô đó nó tiêu diệt 300, còn có 200 à. Nếu mà kiếp trước mình không có tu, chủng tử không có, thì nó sẽ tiêu diệt. Rồi nếu mình không bền, ngay đoạn đầu khó lắm nha. Niệm mà nó nghĩ tùm lum, như con trâu hoang, kéo nó về, rồi nó phóng nữa kéo về, nó phóng nữa kéo về, mệt đổ mồ hôi xót con mắt. Rồi quý vị phải bền thôi. Trên đường đạo có cái bền thôi. Quý vị làm hoài, bữa nay không xong, ngày mai, một tháng không xong, hai tháng, một năm không xong, 10 năm. Tiếng tha lâu thì đầy ổ, gõ mãi thì cửa mở. Thì nó lần lần nó sẽ tràn đầy ai lại ra. Bằng đầu niệm 1.000 câu được có 200. Ngày mai niệm 1.000 nó được 300. Ngày mốt niệm 1.000 nữa được 300 nữa. Thì lần lần 200, 300, 500, 700. Rồi lần lần cái chủng tử niệm Phật nó đầy tràn, nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Còn một số chủng tử ác già, cái hột già nó nằm ngủ ngầm ở dưới. Nó chờ đợi mình giải đãi, số Phật trở lại. Ở đây là một cái chiến trường. Thí dụ giờ tôi niệm Phật theo người trời quý vị. A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, mới tới 2 nó phóng, nghĩ tới con, nghĩ tới tiền bạc, kéo lại trở lại 1 lại. Rồi A Di Đà Phật 1, 2, 3, 4 nó phóng nữa, kéo trở lại 1 lại. Rồi cứ làm tới làm lui hoài. Chừng này niệm 100 câu, 1.000 câu mà nó không nghĩ cái gì hết. Tạm, chưa nhất niệm đâu. Thì bây giờ qua giai đoạn thứ 2. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật khỏi đếm 1 tới 10 nữa. Mà mới được 100 nó phóng thì phải trở lại A Di Đà Phật 1 lại. Một hai lần hết phóng thì bỏ đếm. Giống như quý vị chăn trâu á. Mình là mỗi người là một con trâu hoang. Hoang tức là đó giờ không có từng chăn, không có từng nuôi cho nó chạy lang quang đạn. Bây giờ để ý nó đó thì nó không đi trên bờ đê, nó xuống ăn ruộng mã. Thành ra mình muốn giữ nó thì phải cột cái dàm, tức là đếm từ 1 tới 10, nắm cái dàm kéo lại. Nó xuống nữa kéo lại. Tới chừng nào nó thuần thôi. Mà kéo vậy thì cực chết mồ luôn. Tranh đấu giữa tạp niệm và nhất niệm. Thì quý vị làm hoài thì thắng tốt. Chúng ta cuộc sống này hơn một lần thất bại. Tôi nói hơn á, hơn một lần thất bại. Mà quý vị thất bại được, quý vị nằm dạ luôn hay đứng dậy đi? Đứng dậy hay nằm dạ? Đứng dậy là do quý vị hay do tôi? Nói sư ơi con đứng không nổi. Thì tôi nói sao? Không nổi thì thôi. Không nổi thì xuống địa ngục. Đứng là tự lực mình đứng cho. A Di Đà ơi làm sao cho con đứng? A Di Đà ơi con đói bụng quá, ngày ăn làm sao cho con no? Được không? Mình phải ăn chứ. Con bệnh quá, A Di Đà ơi thuốc đắng quá, ngày uống cho con hết bệnh, được không? Quý vị dây đó. Thành ra trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên phước sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Té 100 lần tôi ngồi dậy 101 lần, được không? Không được, bây giờ làm sao cho con được chứ? Không có làm sao. Thứ làm biến thì phải chịu thôi.